và Harris nới rộng khoảng cách với ông Trump. Chiến dịch tranh cử của Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris tiếp tục nhận được tín hiệu tích cực khi tỷ lệ ủng hộ bà có xu hướng tăng trong các cuộc khảo sát. Theo một khảo sát công bố ngày 8 tháng 8 của IPO, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris, ứng viên của đảng Dân Chủ, đang dẫn trước 5 điểm so với ứng viên Cộng hòa Donald Trump, với tỷ lệ ủng hộ lần lượt là 42% và 37%. Cuộc khảo sát được thực hiện với hơn 2.000 cử tri Mỹ trong khoảng thời gian từ mùng 2 tháng 8 đến mùng 7 tháng 8. Trong các cuộc khảo sát trước đó, bà Harry dẫn trước ông Trump 3 đến 4 điểm. Khảo sát của Ipo cũng chỉ ra, bà Harris dẫn trước ông Trump với tỷ lệ ủng hộ lần lượt là 42% và 40% tại bảy bang vốn có kết quả cạnh tranh rất xích sao giữa các ứng viên trong cuộc bầu cử năm 2020 gồm Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, North Carolina, Pennsylvania và Wisconsin. Bà Harris mới gia nhập đường đua vào Nhà Trắng từ hôm 21 tháng 7 sau khi Tổng thống Joe Biden bất ngờ thông báo ngừng tranh cử. Các cuộc thăm dò của Reuters ít sâu hầu hết cho thấy ông Biden và ông Trump hòa nhau khi tổng thống vẫn còn trong cuộc đua. Mặc dù khởi động khá muộn nhưng chiến dịch tranh cử của bà Harris nhận được nhiều tín hiệu tích cực. Trong tuần này, bà đã chọn thống đốc bang Minnesota Tim A làm ứng viên phó tổng thống liên danh tranh cử. Bà Harris tin sẽ đánh bại ông Trump trong bầu cử tổng thống. Phó tổng thống Kamala Harris đã tự cho mình là yếu thế trong cuộc đua với đối thủ Donald Trump nhưng dự đoán bà và đảng Dân Chủ sẽ giành chiến thắng vào tháng 11 tới. Chúng ta còn một cuộc chiến phía trước và chúng ta là bên yếu thế trong cuộc đua này. Bà Harris phát biểu trong buổi gây quỹ đầu tiên kể từ khi trở thành ứng viên tổng thống của đảng Dân Chủ tại nhà hát Colonia ở Pitfier, bang Massachusetts hôm 27 tháng 7. Nhưng theo bà, đây là một chiến dịch do người dân thúc đẩy và chúng ta có động lực. Chúng ta sẽ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vào tháng 11 tới. Trong lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng sau khi được tổng thống Joe Biden ủng hộ trở thành ứng cử viên tổng thống của đảng Dân Chủ, bà harris tiếp tục so sánh nghề nghiệp của bà là công tố viên với hồ sơ của ông trump là một tội phạm bị kết án đồng thời khẳng định nói với những người ủng hộ rằng cuộc đua vào nhà trắng sắp tới là sự lựa chọn giữa hai tầm nhìn cho đất nước một hướng tới tương lai và một hướng là nhắm đến việc cản trở sự tiến bộ của đất nước chúng ta đừng nhầm lẫn chiến dịch này không chỉ là chúng ta đấu với donald trump mà còn là cuộc chiến để đưa đất nước tiến lên ông donald trump lại có ý định đưa đất nước chúng ta thụt lùi bà nhấn mạnh bà harris thậm chí còn gọi ông donald trump vào phó tướng thượng nghị sĩ jay divans là hoàn toàn kỳ quặc việc bà harris sử dụng từ kỳ quặc để mô tả đối thủ dường như là một phần trong chiến lược mới của đảng dân chủ phó tổng thống harris còn nói về chủ đề tự do tự do bỏ phiếu tự do khỏi bạo lực súng đạn và tự do sinh sản bà cáo buộc ông trump là mối đe dọa đối với quyền cơ bản của phụ nữ trong việc đưa ra quyết định cho chính cơ thể của họ và cho rằng ông sẽ không dừng lại ở đó chúng ta muốn sống ở một đất nước tự do nhân ái và pháp quyền hay một đất nước hỗn loạn sợ hãi và thù hận bà Harris đặt vấn đề. Cho đến nay, bà Harris đã vươn lên dẫn đầu danh sách ứng cử viên đảng Dân Chủ sau khi Tổng thống Joe Biden, 81 tuổi, từ bỏ nỗ lực tái tranh cử dưới áp lực ngày càng tăng từ các đồng minh. Theo đội ngũ chiến dịch tranh cử, bà Harris dự kiến sẽ huy động được hơn 1,4 triệu đô la tại buổi gây quỹ đầu tiên. Khoảng 800 người đã tham dự sự kiện này.